vnz.fm.vn là shop chính thức của mình. Anh em nào có nhu cầu mua Afrify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Đéo. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì những tập trước thì tôi bình luận thì anh em rất là thích. Thì ngày hôm nay tôi sẽ bình luận tiếp. Và những anh em nào mà thích mình bình luận như thế này thì anh em hãy comment vào bên dưới và like vào video nha anh em. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ sử dụng khẩu pháo Mark X để leo ra sân tù. Đấy, và bên cạnh đó thì leo cùng với tê bẹp vừa Quyền DZ và thêm một bạn ở trong quân đoàn nữa. Ok, ta đi thôi anh em ơi. Hey yo, hey yo, tôi đã có mặt tại cục chơi rồi nha. À, bên nhà má có một tím nè. Đó, ta nhảy xuống, ta nhặt đồ rồi, ta đẩy qua, ta chơi luôn anh em ơi. Đây, đây mình nhặt được khẩu thông sơn rồi. Khẩu thông sơn này tăng 2 xương giáp khá là ngon anh em nha. Nani? Vector, mày tới cung chuyện với tao rồi. Nhặt súng đầy quá luôn anh em ơi. À, tôi nói ở trên lầu này. Ném lưu đang bắn lên. Đấy, chết vị trí nào. Dính lưu đang bắn rồi. Đẩy lên luôn. Nhảy lục xe đẩy lên luôn nào. Nóc một. Đấy, vị dưới con này, nhà xe này, ở dưới nhà xe này. Nhà xe hai thằng anh ơi. Rồi, để em gạt xong rồi, đẩy xuống nha. Rồi, để đến đôi không pha mắc in nào. Rồi, quả pha mắc in luôn rồi. Rồi, đẩy xuống lúc nào. 64 có 1 này. Rước theo, giết luôn. Thêm một thằng nó chạy vào nhà xe rồi nha. Cần thường, nó bắt sâu lắm kìa. Sâu nha, nhiều lỗ vực con nữa kìa. Số 4 bị gục rồi. Đây, thằng nhà xe trưởng này. Không thay, trong nhà không thay. Tìm kỹ ở sau bức tường này, Nơi cho bé kia, Thôi toàn, tìm gầy ba luôn rồi. Clear một tim, để anh nhặt xuống, đẩy xuống cứu này. Ở đây còn một tim nữa. Bình tĩnh từ từ thôi. Ok, đủ xu rồi, ta đi cứu thôi. Anh cứu số 3 trước nha, để tiền là mua xu để nâng khẩu phá mắc ít cái nha. Ok anh ơi. Sau lưng đeo đá có người này. Đến giết tụi này rồi nhặt xu cứu tụi em luôn nha. Ok anh. Bên dưới có hai thằng luôn này. Nó đang chạy qua này, đây. Tụi nó đúng lắm. Chỉ hai ba thằng đây. Đây, chỗ nhà nạc này. Đây, yếu rồi. Nhặt đồ ra, đến nhặt xuống nào. Rồi, có xuống rồi. Từ, đến di chuyển lên nào. Đến đôi có người này. Đây, nó lùi vị trí này, trong nhà ba nhá. Đẩy vũ luôn này anh em ơi, đẩy vũ luôn. Đây, có tiếng chân trong nhà, này. Này, móc. À, xuống đây rồi, ok, để anh cứu. Đây, bên ngoài nó có sạc mới này, để anh nhặt sạc. Rồi, có xuống rồi, ngon, một cá tứ xuống rồi. Ừ, trên đôi có thằng chạy xuống anh ơi. Đây, anh thấy rồi. Chạy, nóc. Sau lưng con người kia. Rồi, anh thấy rồi, sau hàng rào này. Đẩy luôn, để anh công thẳng thằng này trưởng này. Sau lưng, toàn rồi, bị kẹp rồi anh em ơi. Nó trên đôi này em ơi. Nóc. Rồi, đẩy lên luôn, gạt luôn nào. Chị chỉ có người anh ơi. Ok, để anh nhặt đồ ra, anh đi cứu ra nào. Ngon, thằng nó xuống nhiều rồi, ok rồi anh em ơi. Để ăn. Tụi hai thằng. Rồi, anh để nó đây. Liên anh ơi. Ok, em đi cứu thằng số 4 luôn nha. Anh để anh đi xuống thung lũng, anh chơi mấy tụi này này. Ok, anh đi thẳng đi, để em đi cứu cho. Dì cho nhà là có người này, xuống hỗ trợ anh với. Một nóc. Đây, con thằng chạy xuống này. Yêu. Nóc hai. Trong ông cổng này. Cổng. Nóc ba. Đẩy xuống luôn. Đến đôi con người anh ơi. Đu, nó cái quán luôn rồi. Đây, cái. Đây, chơi chết nha, sau bóng kén này. À, thêm thằng này, sau bóng đá này. Rồi, to này. Sau bóng đá hai thằng. Đợi, siêu, để anh di chuyển vị trí nào. Đấy, anh em bọc ngà bên kia rồi, toang rồi. Anh em bọc ngà bên kia để anh bọc ở phía dưới nha. Đây. Một, còn một đến này, còn một đến này. Sáu trụ tròn vượt con người này. Từ, bình tĩnh nha. Đây, để anh kiểm tra sau rồi. Đấy, tiếng cục đá vượt con đấy. Đây, lấy cục đá trước,
đông trên đôi đúng lắm. Đợi anh, đợi anh đẩy lên cứu đó, cứu hai thằng đó. À cứu rồi. Đây là một thằng đẩy tới này. Đông, một thằng nữa. Đẩy lên luôn. Này, năm hai, con thằng nữa. Năm ba, con thằng cuối. Gặp luôn. Đấy, thằng cuối ở bên bóng kéo bên kia đó này. Đây, xuống đấy mà nhắc đôi em này, Để anh gặp thằng này, nó đẩy bóng kia lộn. Rồi, đẩy qua bên kia này. Từ kiểm tra để xem có anh ngồi bỏ con người không. Đẩy qua chơi cái thằng bóng kéo đỏ luôn anh em ơi. Đấy, gì nhá, nhà gỗ, hai viên. Đẩy vào luôn, từ thằng ơi. Đẩy vào luôn. Hai viên rồi. Ai. Rồi, con thằng bông keo đỏ này. Anh em tập trung lên chơi thằng này. Đây, sau bông keo nó đang lút đồ đấy. Từ anh chưa thấy vị trí nó. Đây, nó chạy ra này, chạy. Một bông. Đây, đục keo cho mấy người. Đục keo. Thằng này keo nhiều anh em ơi. Đục luôn. Bắn sau bông keo đỏ trước này. Ui, phóng lưu cái gì vậy? Cái súng phòng lưu sao nó ảo thế, cái tấm như vậy mà nó vẫn dính mình kìa. Tấm thì hướng vào cái chỗ thằng kia mà sao nó dính bên mình nhỉ. Số 3, số 4 đục kéo giùm với anh, con 36 viên không bắn được. Đấy, đục kéo giùm anh với. Rồi, từ để anh hỗ trợ cái thằng tử thần đã. Bên trụ tròn với con này. Thôi, chỉ sang bên này trước đi. 100 máu, đục kéo luôn với. Mà còn 18 viên sao không đục được kìa. Thôi đẩy luôn. Này, 100 máu nữa, cũng luôn, giơ phát. Cũng đi số 4. Hết đàn rồi, bây giờ con sọc gắn thôi, cũng luôn này. Vứt kéo cũng luôn này. Con sọc gắn thôi, hết đàn xuống pha mát rồi. Đà, nó chạy. Chạy. Một máu. Ui, nó chết bó luôn rồi, mãi cực thiệt. Ui, gì vậy, nó dính toàn chào không vậy. Rồi, có đàn, thôi, bỏ đâu. Dưới con trụ tròn ấy. Tụi nó giết thằng tử thần rồi kìa. Đây xuống, khả năng nó chạy lên nhà lơ đấy, chiếm nhà lơ trước. Đây, bông keo dưới này. Từ nhặt thêm ít đạn đó. Đây, dưới nhà lơ này, dưới nó bông lơ bông keo dưới này, anh em thấy chưa? Đây, chỗ chơi kìa. Chỗ chơi kìa, hai ông kia ông chạy đi đâu vậy? À đi cứu hả? Rồi, để cứu đi. Nhà lơ. Knock một. Cứu rồi. Ui. Dưới nhà lơ ba thằng này, đặt kéo cứu này. Đây, hỗ trợ anh với, đẩy xuống hỗ trợ anh với. Yếu rồi, một thằng vừa cứu dậy đấy. Kẻ bó nó luôn. Gì, hai thằng nha, từ nha, bình tĩnh. Tử thân mới xuống đó lại đúng không? Vài nôi thằng tử thân, rồi, toàn thấy chưa? Đẩy xuống chết với tôi này, đẩy xuống hỗ trợ anh này. Đây, để anh công lên này. Hai thằng đây nha, lên. Một, con trên lâu này, đọc hai, ngoài con này. Đấy, vãi nồi ơi, cái thằng xe vơi lạc kia vài cước nó chạy luôn à. Má, nó dính một cái sọc cắn rồi. Đụng đùi chán thế nhỉ. Đây, con hai thằng này. Hay quá. Từ ý ơi, ba bó đi. Hay, con một cái nhà lơ rồi. Bình tĩnh thôi ý ơi. Đấy. Từ kiểm tra nhà lơ rồi. Hẳn trong nhà lơ chắc luôn rồi. Đẩy vào chơi luôn đi ý ơi. Đây, trong nhà lơ đây. Chán thằng giờ flat này thật. Mà tôi bằng nó còn một mẫu mà ông bọn chạy luôn rồi chứ. Từ cẩn thận ấy mà. Đây, nhà lớn có người này, tên nhà lớn có tiếng chân này. Cái gì vậy? AFK. Rồi, toang luôn rồi. Nghĩ nó bị áo ra ngoài luôn rồi. Rồi, vào rồi. Đây, từ. Trên lầu. Nó nhảy xuống đó kia. Sáu nhái kia. Đây. Trong nhà kia. Hay quá ơi, 10 điểm. Bé Kim Trừng này gắn tim rồi. Anh em thích những clip như thế này thì anh em hãy comment vào bên dưới giúp mình với nha. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Đấy, anh em có thử thách gì hãy comment vào bên dưới. Và bạn nào thích nội dung như thế này thì anh em hãy comment vào bên dưới luôn nha. Bye bye mọi người nha.